Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và một lần nữa ở thời điểm chúng tôi đang thưa chuyện với quý vị thì ngay tại phiên tòa mà 12 vị bồi thẩm viên đang hội thảo với nhau và xem xét lại một lần nữa những gì mà họ đã được nghe, được thấy, được nhìn và bây giờ họ phải đi đến cái bước cuối cùng là để đưa ra cái phán quyết liệu cựu Tổng thống Trump có tội hay không có tội và nếu mà bị tuyên có tội đó thì chắc chắn là đây sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp chính trị đến uy tín đến và cả đến tương lai của cựu tổng thống Trump chúng ta không biết và chờ đợi xem cuối cùng nó sẽ như thế nào. Nhưng chúng tôi đang thưa với quý vị về những gì đã xảy ra trong cái màn khép lại cái phiên tranh tụng của hai phía, bên phía công tố và bên phía luật sư của ông Trump vào ngày hôm thứ Ba trong một cái phiên tòa vô cùng kịch tính, kịch tính cả bên trong cái khán phòng của phiên tòa và kịch tính cả bên ngoài cái phiên tòa thưa quý vị. Ừ, chúng tôi đã dừng lại ở phần 1 khi mà bên phía công tố nói rằng không thể chối cãi là có một cái âm mưu để được dựng lên và che đậy những cái thông tin bất lợi cho ông Trump ngay trước thềm bầu cử năm 2016. Và bằng cái cách đó đó mà ông Michael Cohen nhân chứng sống của hồ sơ này và nhân, ngôi sao nhân chứng ngôi sao đã trả tiền bịt miệng và sau đó được ông Trump trả ngược lại đó thì dán nhãn bằng cái chi phí pháp lý để mà khai vô cái chi phí kinh doanh thì đó là chuyện giả mạo trong cái hồ sơ, gian lận trong cái hồ sơ kinh doanh và hơn hết là có những cái âm mưu để mà ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử năm 2016. Bên phía biện hộ phản bác ngay lại như thế này nè thưa quý vị. Họ nói là thử hỏi trên cuộc đời này đi có bất kỳ một cái cuộc tranh cử nào mà cái chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đó không ngồi bàn tính âm mưu để làm cái gì tốt nhất cho ứng cử viên của mình và làm thế nào để chặn những cái thông tin mà không có lợi cho ứng cử viên của mình đó là cái biện hộ của bên phía uh, luật sư trump nhưng công tố nói rằng á, là để mà tranh cử thì yes quý vị có quyền lập ra những cái chiến dịch những cái kế hoạch để mà promote cho ứng cử viên của mình nhưng dùng những cái số tiền để trả tiền bịt miệng đó xong rồi dán nhãn là chi phí pháp pháp lý và thậm chí còn đưa vô cái hồ sơ kinh doanh khai với sở thuế IRS và để bớt có thể là ảnh bớt đi cái số tiền phải đóng thuế thì đó là gian lận trong hồ sơ tài chính. Đó là bên phía lập luận của bên công tố. Rồi bên phía biện hộ thì nói thế này. Nhưng mà bên công tố đó đâu có cung cấp được đủ cái bằng chứng để cho thấy là Michael Cohen dùng cái số tiền đó và ông Trump trả lại là tiền bịt miệng cho cô đào Stormy Daniel đâu. Những chứng cứ nó không có đủ mạnh, nó không có đủ thuyết phục. Và vì vậy có một cái nguyên tắc trong các cái phiên tòa hình sự đó là the, the benefit of a reasonable doubt. Có nghĩa là vẫn còn những yếu tố nghi ngờ. Nếu như mà một cái bằng chứng, một cái tội mà bị cáo buộc đó, nó không có đủ cái bằng chứng thuyết phục thì người ta vẫn còn chừa một cái cửa là nghi ngờ về những cái lời cáo buộc đó và bồi thẩm đoàn bồi thẩm viên hãy nên sử dụng cái cái cái, yếu tố này thì bên và ông luật sư của Trump còn nói thế này ông Trump hoàn toàn vô tội ông ấy không có phạm bất kỳ một cái tội nào hết á không có một cái bằng chứng nào ở phiên tòa nào hết á và nữa cái số tiền cái tấm check mà ông Trump ký cho Michael Cohen á nên lưu ý là cái thời điểm đó là năm 2017. Ông Trump đang là tổng thống trong tòa Bạch Ốc, cho nên bây giờ Michael Cohen có nói hưu nói vượng, có tán cỡ nào đi nữa thì ông Trump cũng đâu biết. Ông Người ta kế toán chỉ gỡ những cái tấm check về tòa Bạch Ốc, ông Trump ký xong rồi gửi ngược lại, cho nên không hề biết rằng mình bị lừa. Và quý vị nhớ trong số những cái nhân chứng là kế toán viên của Trump Organization mà được, được bên công tố mời lên, họ đã khai Đúng là như vậy. Họ gửi check về cho Tổng thống ở thời điểm đó để ký. Và ông Trump đã gửi ngược lại cho Trump Organization. Nhưng có một chi tiết. Kế toán viên nói ông Trump là một người rất cẩn thận. Một người mà cái đầu óc quan sát và lãnh đạo phải nói là rất là chi tiết. Ông vừa nghĩ được ở những cái tầm vi mô vĩ mô và ông vừa quan sát được những cái câu chuyện nó rất là chi tiết nhất là những tấm check cựu tổng thống luôn hỏi là cái này là cái gì và phải biết tường tận trước khi mới đặt bút ký. Bên công tố lập luận rằng quý vị có thể nghĩ rằng một người như ông Trump mà có thể ký một cái tấm check lên đến 35.000 một cái tấm check mỗi tháng cho ông Michael Cohen mà không hề biết là cái tấm check đó là gì ư? Và nữa, những cái cuộc gọi mà uh, được lưu trữ lại về cái thời gian nói chuyện giữa Michael Cohen và ông Trump ở thời điểm là đang ủ mưu để mà tìm và diệt những cái bài viết về Stormy Daniel đó. Cái những cái cuộc gọi ấy, nó chỉ vỏn vẹn có 2 phút thôi. Bên phía công tố nói rằng nói ít như vậy làm sao mà bàn kế hoạch ủ mưu. Thì công tố viên lập luận nói rằng là họ đều biết hết về những kế hoạch này họ gọi và họ nói những cái chuyện bằng mật mã với nhau và những người đàn ông này biết là mình đang làm gì không cần phải dài dòng ở trên phone rồi nữa <laughs> Bên phía biện hộ của ông Trump thì nói rằng những cái số tiền mà ông Trump 130 ngàn mà trả lại cho Michael Cohen đó, đó không phải là tiền bịt miệng chi hết đó, mà đó thực sự là chi phí pháp lý bởi vì ở thời điểm đó Michael Cohen có đại diện cho ông Trump trong một cái vụ kiện về dân sự về tội phỉ bán xuất phát từ một trong những cái nhân vật tham gia show truyền hình thực tế Apprentice cho nên đó rõ ràng là chi phí pháp lý bên công tố thì bật lại và nói rằng no quý vị nghe mà đúng không Michael Cohen có nói rằng năm 2017 làm đúng có 10 tiếng trong cái việc tư vấn pháp lý của ông Trump thì làm sao mà trả những cái số tiền lớn như vậy cho một luật sư chuyện đó là vô lý và nữa ông giám đốc tài chính ông Alan Weisenberg đã ngồi, đã có một cái bản phát thảo Viết bằng tay tính toán là cái số tiền Mà phải trả lại cho Michael Cohen ấy, Chia làm nhiều cái lần chuyển khoản nhỏ Để mà trả lại cho Michael Cohen Thì đó là một cái kế hoạch Đã được dựng nên Và có sự tham gia của Trump Organization Đó là tập đoàn của cựu tổng thống Và được che đậy Trong cái hồ sơ kinh doanh của mình Rồi nữa Một cái đoạn post Năm 2018 đã được bên công tố giới thiệu nhắc lại cho các bồi thẩm viên vào ngày hôm qua đó là ông trump đã từng viết như thế này nè là michael cohen michael cohen đã không có tham dự vô cái chiến dịch tranh cử của tôi mà chỉ nhận tiền của tôi như là số tiền mà tôi trả bởi vì thông qua những cái hợp đồng giữa tôi và michael cohen và có cái chi tiết là phải được thỏa thuận là không được tiết lộ hợp đồng giữa hai phía thì bên công tố nói là những cái lời lẽ mà chính ông trump viết lên trên mạng xã hội như vậy chứng tỏ là ông biết là ông trả cho Michael Cohen là số tiền dùng để làm gì. Và đây là thỏa thuận giữa hai phía. Thì đó là một trong những bằng chứng mà bên công tố đã nhắc lại. Và chung quy, bên phía biện hộ thì muốn bồi thẩm viên phải nhớ rằng Michael Cohen một kẻ bất tính. Bên phía công tố cũng muốn bồi thẩm viên nhớ rằng yes, Michael Cohen là một kẻ bất tính. Nhưng mà bất tính là vì trung thành một cách mù quáng với ông Trump. Và sau khi những cái màn mà trả giá của cựu luật sư này đã phải vô tù, đã phải phải mất hết tất cả mọi thứ và cuối cùng là nhận ra là mình cần phải tố cáo và phần phải nói lên sự thật đó là về nhân chứng ngôi sao thứ nhất nhân chứng ngôi sao thứ hai là Stormy Daniel cô người mẫu khiêu dâm mà tố cáo có mối quan hệ tình ái với ông trump và cũng là đầu dây mối nhợ bên phía công tố nói rằng là cái chuyện ông trump không muốn cho gia đình của ông ấy biết về cái mối quan hệ ngoài luồng này đó thì nó cũng đâu có gì là lạ bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình và ảnh hưởng đến cái chiến dịch tranh cử của ông ấy bên phía công tố ngay lập tức phản bác nếu như ông trump thường xuyên phủ nhận là không có cái chuyện quan hệ tình dục với lại somi daniel Vậy tại sao bên phía công tố và ông Trump dành rất nhiều thời gian để mà phản bác những cái lời khai của Stormy Denyo nói, nó nó không có thuyết phục với lại người nghe. Bên phía công tố nói rằng Stormy Daniels là một nhân chứng sống, một nhân chứng sống để mà cho mọi người biết rằng là ông Trump có một cái pattern, ngoài cái đoạn tape, Hollywood tape khi ông nói rằng tôi có quyền uh, bắt bướm bất kỳ một cái người phụ nữ nào, nghĩ sao đàn ông là những người thành công thì có quyền làm cứ điều gì với người phụ nữ và cả cái mối quan hệ ngoài luồng với Stormy Daniel để phát thảo rằng ông Trump có một cái đời sống ở bên ngoài nó rất là gọi là nó rất là tối đó và vì vậy ông không muốn cử tri biết. Công tố nói rằng Stormy Daniel, đúng là cái lời khai của cô ấy ở tòa nó có phần messy thật. Quý vị nhớ không, những cái lúc mà cô Đào này khai tới mức độ mà ông chánh án hoa mơ trên phải lật đật ông nghe nó đừng, đừng 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 đi quá nhiều chi tiết. Ví dụ như là khai cựu tổng thống mặc cái đồ ngủ như thế nào lúc mà hai người có cái chuyện quan hệ tình dục rồi ông Trump ngồi ngã người ra cái chân để giày nè, giày nè nó quá chi tiết và không cần thiết. Bên phía công tố nhắc lại hôm thứ Ba nói rằng đúng. Cái phần khai của Stormy Daniel nó khá là messy. Nhưng từ cái messy đó đó, nó mới bộc lộ ra một cái sự thật nó trần trụi, nó xấu xí rằng Stormy Daniel chính là động cơ, động cơ của mọi cái 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 sai trái, những cái tội hình sự đó là trả tiền bịt miệng và che đậy và nói dối trong cái hồ sơ kinh doanh này. Đó là cái phần lập luận của bên công tố thưa quý vị. Thì nói chung là hai bên đã cố gắng để thuyết phục bồi thẩm đoàn tin vào những cái lập luận của mình. Công tố khép lại bằng cái câu như thế này nè. Nhân danh nhân danh công lý và cả người dân của tiểu bang New York, chúng tôi yêu cầu đề nghị quý vị hãy xem xét lại tất cả những cái nhân chứng và cả những cái lời khai và bằng chứng để rồi tuyên án bị cáo là một người có tội. Đây là lời uh, lập luận của bên công tố. Ông Trump không thể nào bắn một ai đó ở ngay đại lộ số 5 trong cái giờ cao điểm và có thể bước đi một cách dễ dàng mà không phải chịu bất kỳ một cái trách nhiệm nào trước pháp luật. Bên công tố đã sử dụng lại đúng cái lời ông Trump đã từng tuyên bố trước đây năm 2016, chắc quý vị còn nhớ. Bên biện hộ đã phản đối cái lập luận này của công tố nhưng cuối cùng bị chánh án cũng bác bỏ cái sự phản đối đó. Và nói chung Bên công tố đưa ra những lý do cho bồi thẩm viên nên tin rằng và nên đưa ra phán quyết rằng ông Trump có tội. Bên phía biện hộ thì đưa ra 10 lý do như nãy giờ chúng tôi khai, uh, chúng tôi thưa quý vị ví dụ như không đủ bằng chứng mà cô hình là kẻ nói dối, Sammy Daniel là đã được lợi rất là nhiều về tài chính từ những tung ra những cái tin tức bịa đặt về ông Trump như thế này. Ông Trump hoàn toàn là vô tội innocent trong cái hồ sơ này bla bla. Thì đó là phần tranh luận của hai bên. Nó có một cái chi tiết nữa thưa quý vị là ông Trump sau cái phiên tòa ngày hôm qua Wow. ông viết như thế này nè thiệt là vô lý nha thiệt là anh phe tại sao lại cho bên biện hộ được phát biểu trước xong rồi bên phía công tố khép lại cái phần tranh tụng của mình bởi vì bồi thẩm viên sẽ nghe những cái lời nói của công tố là và những cái lời chỉ trích đó, đó nó sẽ động lại trong cái tâm trí của bồi thẩm viên hơn là những cái lời mà trước đó bên phía biện hộ đưa ra thì thật là in phe và đây là phiên tòa một cái cuộc săn lùng phù thủy nhưng mà ông Trump đã không nói rằng đó là cái luật trong những cái phiên tòa hình sự và ông cũng không nói rằng là trong những cái phiên tòa hình sự đó đó thì cái yếu tố nghi ngờ nghĩ sao chỉ cần một cái chi tiết mà bồi thẩm viên cảm thấy nghi ngờ trong cái lời buộc tội của bên công tố thì cái hồ sơ đó có thể là trắng án đó cũng là một nét trong các cái phiên tòa tranh tụng nhưng mà nó có một chi tiết này nữa là thưa quý vị khi mà luật sư của ông Trump đã có nói với bồi thẩm viên như thế này, quý vị hãy nhớ nha, nếu như mà quý vị tuyên ông Trump là có tội, thì cựu tổng thống phải vào tù. Đó là lời của ông luật sư uh, Blanche đã nói với bồi thẩm viên như vậy và ngay lập tức đã bị ông tòa là ông Hoa Merchant chỉ trích rất là dữ dội. Ông tòa nói rằng ở đây nha là có những người thâm niên làm luật sư lâu năm như ông vậy đó và luật về hình sự luôn á. Có người cũng làm công tố viên lâu năm như ông vậy đó. Nhưng mà tất cả dù là công tố hay là luật sư biện hộ đều biết một cái điều rất là sơ đẳng, cơ bản trong những cái phiên tòa hình sự đó, là không có được đưa ra những cái lời hướng dẫn cho bồi thẩm viên cái kiểu như thế này. Bởi vì bồi thẩm đoàn đâu có được quyết định là bị cáo sẽ vô tù hay không vô tù bồi thẩm đoàn chỉ được đưa ra phán quyết là bị cáo có tội hay không có tội. Còn chuyện đưa ra cái mức hình phạt đó là của tôi. Thậm chí có những cái phiên tòa mà bồi thẩm đoàn đã phán quyết là bị cáo có tội. Nhưng mà ông tòa có quyền không có đưa ra mức án tù. Đó là cái lời cảnh cáo của ông tòa, ông Juan Merchant đã dành cho bên phía luật sư của ông Trump là như vậy. Và dĩ nhiên là chuyện mà những cái cuộc mà đối đáp đấu đầu rất là căng thẳng không chỉ giữa công tố và biện hộ mà trong suốt 8 tuần vừa qua thưa quý vị những cái màn mà của và của ông tòa Hoa Merchant dành cho luật sư của ông Trump cũng như những nhân chứng chúng tôi đã thừa phải nói nó vô cùng căng thẳng ở trong tòa và vì lý do đó ngay khi phiên tòa vào ngày hôm thứ ba đang diễn ra thì dân biểu uh, Stefanik làm cũng là một trong những nhà lập pháp có số có má có thớ bên phía đảng cộng hòa ở hạ viện đó tuyên bố ngay trên mạng X rằng những cái gì mà đang xảy ra ở phiên tòa Manh này là một cái trò hề, là một cái cuộc săn lùng phù thủy. Và tôi vừa mới phao một cái đơn để mà than phiền, để mà comment, để mà tố cáo ông chánh án Juan Merchant, vốn là một nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Biden. Và con gái của ông ấy thì lại làm cho bên phía đảng Dân Chủ. Và vì vậy tôi cần cái hệ thống tòa ở New York phải xem lại tư cách của ông chánh án này. Thì đó, thưa quý vị, là những gì đang xảy ra phiên tòa mà hình và phải nói tất cả mọi cặp mắt đang đổ dồn về nơi này và vào ngày hôm thứ tư để xem phán quyết cuối cùng của các bồi thẩm viên là liệu cựu tổng thống Trump có tội hay không có tội và nó rất là căng thẳng trong khi đó cũng có một tin tức khác liên quan tới đối thủ chính trị của ông Trump là đương kim tổng thống Biden cũng rất là vui và và, và sẽ nói là rất là đáng chú ý. Và sau ít phút dành cho thương mại, Hoàng Vi xin phép được trở lại với quý vị với những thông tin liên quan đến ông Biden.